Được rồi cả nhà, thì theo kế hoạch thì anh Sen đã tìm ra Bí Thảo rồi. Bởi vì Bí Thảo từng nói Bí Thảo là gì, vui trò chơi đúng không? Dạ. Bí Thảo muốn làm sao để có thể hạ được anh Sen. Thì hôm nay Sen cho Bí Thảo một cơ hội để có thể hạ anh Sen ở trong cái thử thách này. Nếu mà Thảo có thể làm được thì Thảo sẽ được 30.000. Được không? 300.000. Ừ, bao nhiêu? 300.000. 30.000 thôi, tiền đâu ra 300.000. Mình tài trợ đi. Rồi, tài trợ 300.000. Rồi, ok. Nó móc quét chị Hiền đi, anh làm chứng cho. Rồi, ok. Dạ, rồi. Rồi, bây giờ nha. Bây giờ từ từ, cái trò đây là cần phải có lót cái đây đã. Đấy, 800 đi hai. Hai là anh phải lót để anh xem bảo vệ chứ. Rồi. Rồi, bây giờ Thảo á, Thảo phải làm theo anh là được. Nè, Thảo ngồi xuống. Thảo ngồi xuống đây, ngồi xuống. Rồi, đó, Thảo đưa hai tay đây này. Ủa, nó thật mà. Anh xin của em đi. Thảo đưa đây. Anh xin của em kìa. Anh bây giờ không lẽ không lẽ tiền không lẽ cả đấu em pha không để anh lên này gì không phải chạy kiếm cho sức mạnh thôi. Rồi, ngay. Chắc là thì chơi thì có Thảo, không phải chôn đâu thì có. Ngay nào, bạn thử coi. Rồi, bạn ngồi xuống với tôi để đó tôi không ẩm rồi. Rồi, coi im. Bạn có chơi không? Chơi thì tôi nghỉ nè. Được không? Ai bị chơi với Thảo? Chơi không? Bạn có chơi không? Bạn ngồi xuống. Anh phải lấy ví dụ xem thử coi chứ. Thì bây giờ ngồi dài nè, ngồi dài. Rồi tôi bưng bà lên thôi. Xong rồi bưng lên làm cái gì? Ngồi được hết làm đi, ngồi giữ vô. Yên tâm đi. Nhanh đi, ngồi thử coi. Rồi, ngồi đây. Mất lòng tin quá. Bạn nhanh đi, hết giờ rồi kìa. Ngồi đây, ngồi im. Bị nha, từ. Tùng quá. Muốn nó có nổi đâu mà đang chơi. Không có được. Rồi, rồi bây giờ như thế này. Rồi, thử thách bờ lăng. Rồi. Ngược lại hay để cái đó dưới đất. Thôi bây giờ như bây giờ. Thôi giảm được. Thôi giảm được. Rồi bạn ngồi lại đây. Ngồi lại đây. Không biết là làm gì luôn á mọi người. Ngồi lại đây đâu. Bây giờ bạn ngồi lại đi, bạn ngồi giống vậy đi. Rồi. Bạn coi gì vậy? Thủ. Luôn luôn trong tư thế thủ. Bây giờ nè, bây giờ rồi, mọi người đưa tay đây, tôi đưa tay cầm tay vô. Nè, bạn chơi gì? Hả? Không ơi, tay vô. Không, bạn không bỏ vô.
Rồi, rồi, bỏ lại. Tay kia đâu? Tay kia. Hai. Không quay rồi, hết tin rồi. Đi đây, xin kẹt gì rồi.
Hết pin rồi. Hãy xin lỗi anh Sen đi. Hãy xin lỗi đi. Xin lỗi anh Thắng. Xin lỗi gì đánh anh? Đúng rồi. Vô phải xin lỗi anh Sen đàng hoàng nha. Hãy tự nhiên mũi thẻ mũi cái. 1, 2, 3, 4. Ok. Em vô lỗi anh hả? 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 Mười cái thôi. Yeah, you want.